Wow. Chào em đẹp trai, ngồi đi em. Rồi, đàn trai xuất hiện rồi ha. Mời xin đàn mời gái. Bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào em, chị Nam Thư cùng bạn gái phía bên kia, cùng quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp anh. Làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên môi trường. Bây giờ mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Nam Thư. Chào cưng. Và chào bạn trai bên đó và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Như, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên cầm tên của Nệm Cương Cương. Quê là ở đâu em? Dạ, gốc là ở Nghệ An, còn sinh ra thì ở Bình Phước anh. Bình Phước luôn? Dạ. Rồi, dễ thương quá. Bây giờ là hai bạn còn rất là trẻ, mới 26 tuổi, cùng tuổi luôn á. Dạ. Ha. Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ cùng kết nối với nhau để tiến hơi xa hơn ha. Bạn trai, dạ, em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là chu đáo, nhiệt tình, tỉ mỉ. Bên cạnh đó em cũng có nhược điểm xíu, đó là không biết nấu ăn. Mà lâu lâu thì cũng hơi làm biếng chút. Hơi lâu lâu cũng hơi làm biếng, không biết nấu ăn sao. Dạ. Lúc mình nấu thì mình quen thôi. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ thì em có ưu điểm là cũng vui vẻ, hòa đồng. Rồi hơi tăng động tí. Không sao, tăng động nó vui mà em. Cuộc sống mà đôi khi cũng phải tăng động xíu cho nó quên đi. Dạ. Những cái mệt nhọc muộn phiền trong cuộc sống em ha. Dạ. Nhưng đừng tăng động từ sáng đến chiều là được rồi. Tăng động quá không được anh. Với lại là anh bên kia thì không biết nấu ăn nhưng mà em biết nấu ăn. Dạ. Giỏi. Em nấu món gì ngon nhất? Dạ mấy món bình thường thôi anh. Kho cá hoặc là kho thịt, nói chung là mấy món kho. Nấu canh thì có thể là canh chua, canh rau ngót nấu với thịt. Ủa vậy tính ra biết nấu cũng nhiều mà, kho cá. Trời ơi, giờ dễ muốn nấu ăn, lên Google khó là nấu được luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Dạ, em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm. 3 năm, thì sao chia tay? Lúc đó em cũng mới ra trường thì em cũng tập trung vào công việc, với lại cũng dành nhiều thời gian để đi học lên cao học nên cũng ít thời gian quan tâm tới người đó. Tức là chưa có thời gian quan tâm, tập trung vào sự nghiệp trước. Em học cao học xong chưa? Dạ còn 1 năm nữa xong. 1 năm nữa xong cao học hả? Chúc mừng nha, dạ, giỏi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mối tình mới và đi đến gọi là kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi đó. Bạn gái nghe ha. Như em sao? Tình yêu sao nè? Chưa có mảnh tình nào vết vai hết chị. Trời chưa. Ơi. Chưa yêu ai lần nào? Dạ. Nắm tay ai chưa? Nắm thì mấy event hay chơi trò chơi thì có nắm chứ chị. Không, mình đâu tính vậy được. Em có thích ai không, hay có crush hay là tình đơn phương gì không? Không chị. Không luôn? Dạ. Không có tình đơn phương luôn? Dạ không. Vậy là chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Dạ. Tức là trước giờ chưa có cảm xúc lung lay gì với trước ai luôn? Dạ chưa. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Trời, gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Em thế nào là trai đẹp em? Cỡ Lee Minh Hu hay là Noo Phước Thịnh? Trời ơi, cái đó là cực phẩm luôn rồi em. Ví dụ tiêu chuẩn nhanh Quyền Linh thì em nghĩ đẹp không? Ừ, chắc cũng được á chị. Nói chưa, Linh hồi trẻ Linh soái ca lắm luôn á. Quá lứa lỡ thì rồi. Rồi, để coi chàng trai nè. Thôi, đẹp trai giống như cũng hô hô, ý là Lee Minh Hô gì chứ bộ giỡn à. Ôi giống Lương Thế Thành nè. Đúng rồi, đúng rồi, mặt giống Lương Thế Thành. Để tóc cũng giống nữa, trắng trắng lên nữa là giống. Ôi có cái mũi đẹp quá, cái mũi chất lượng dễ sợ. Cảm ơn chị. Ừ, cái sói ca này cũng cỡ sói ly sói ấy lên chứ đừng giỡn. Vậy là đã từng có một mối tình đúng không? Dạ. Yeah. Vậy là chắc nắm tay yêu đương rồi không thích là có hết rồi, có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm sẽ chỉ cho bên kia. Đúng rồi, chứ bên đàn gái nhà chị là chưa có kinh nghiệm gì hết. Dạ. Yeah. Sau đó là mình không có say nắng hay là cảm thấy thích ai nữa hay sao? Dạ đúng rồi chị. Thì sau đó thì em đến nay cũng chưa quen ai. Nói chung là cũng sợ quen một ai đó thì sẽ không đến được với nhau, lại đổ vỡ một lần nữa thì cũng sợ. Tập trung vô học cao học. Dạ. Em học cao học, em ngành gì, học ngành gì? Dạ, quản lý tài nguyên môi trường. Bảo vệ tài nguyên môi trường đó, quản lý luôn. Tốt đó. Khoảng bao lâu nữa là em phải bảo vệ luận án của em? Dạ, khoảng 1 năm nữa chị. Ồ, nếu 1 năm nữa tập trung học hành rồi yêu đương rồi học được không? Có tình yêu sắp xếp được chị ạ. Chị rất là cảm tình với gương mặt của em. Em nói chuyện cũng hết sức là hiền nữa. Chị là chịu rồi đó. Cảm ơn chị. Thằng trai người ta ngon lành, dễ thương, Lee Minh Hút. Nó nói chứ là dễ thương lắm á. Nhìn cái mặt có rất hoa hậu luôn. Nãy giờ nhớ tên không vậy? Trời ơi.
Gì? Không, má không nhớ tên. Em có nhớ tên đàn gái không? Tên gì? Tuyết Như ạ. Nói lớn đàn trai cho bên đó nghe lại coi. Dạ, em tên là Trịnh Minh Hùng. Thấy chưa? Hùng. Dạ. Bên đây Hùng, bên kia Như. Như Hùng. Trời ơi, tên hay. Thằng gái quê Bình Phước hả? Dạ. Rồi, quê huyện nào? Dạ, thị xã Bình Long. Thị xã Bình Long. Dạ. À, bên đây Bình Phước ở đâu? Em ở huyện Hớn Quản. Gần không? Dạ, gần anh. Sát bên ha? Dạ. Vậy là hợp lý rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Ừ, nhìn cao hơn em một cái đầu, không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp. Chưa gì bà tính chị ăn hiếp người ta rồi. Đây dễ thương lắm. Được không em? Dạ này. Được. Hiền khô hỏi gì cũng gật đầu hết trơn. Em bị dị ứng với thuốc lá nên bên này chắc không hút rồi. Nhìn cái mặt biết không hút thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hút thuốc cái răng đang thùi lôi à. Này răng trắng tươi à. À, với không nhậu, nghiền nhậu á. Đây không có nhậu. Có say. Nhìn mặt á là rất là tươi tỉnh, còn nhậu mặt lờ đờ. Có nhậu không? Dạ không. Thấy chưa? Chỉ có là lúc mà đối tác hay là bạn bè ấy, cũng nên uống một hai ly. Nhưng mà nếu có say thì phải say ngoan. Đã say mà còn say ngoan nữa. Say là về ngủ rồi đúng không? Đừng quậy đúng không? Dạ đúng rồi. Khó lắm. Say khó kiềm chế lắm. Rồi. Anh thấy đàn gái cũng dễ thương, xinh xắn, đàn trai cũng hot boy. Hình mẫu lý tưởng cưng muốn là sao nè? Ừ. Mắt da trắng, cao thì cũng tầm 1m55 trở lên. Cũng biết nấu ăn, tóc thì có thể nhuộm mà không nhuộm cũng được, nhưng mà không được xăm mình. Ta xăm chơi chơi một chút, ví dụ xăm ngay trán, hận đời thì kia là được không? Dạ, không được. Bất kỳ luôn, hình xăm nhỏ nhỏ cũng không được luôn hả? Xăm ví dụ xăm họa tiết, nó nhỏ nhỏ. Họa tiết nhỏ nhỏ, tên, thì được, đúng người không? Yêu chứ này kia xăm... vậy. Có gì đâu, mốt về lỡ hai đứa thành đôi về xăm tên nhau. Rồi tên tay này kia dễ thương mà không? Yeah. Đừng có xăm hận đời ngay trán. Anh thấy kia cũng ổn á. Coi coi gia đình hai bên có ý kiến gì không? Như, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với ba. Cùng với ba người bạn đồng nghiệp của em. Dạ, con chào bác, con chào ba của bé Như. Rồi, xin chào, dạ, bạn chào trai, hai bạn đồng gái. Nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là ba của Như. Dạ. Như thì suốt đời là hắn chỉ có ăn học thôi, tập trung ăn học chứ không chơi. Không chơi bời chi? Nó siêng lắm, nó siêng học, nó cùng định học đến dạ. Cao học tôi không cho. Dạ. Cho nên nó cuối cùng nó không học, nó tính là nhút nhát. Cho dạ. Nên hắn là coi như ba mẹ là dù thì thôi, yêu đứa nào đó yêu đứa mà coi như là thành vợ thành chồng đi. Mà nó nhút nhát, nó không yêu ai cả. Dạ. Nó cứ là đời đáng chư mà có cái chương trình hẹn hò này cái con. Thì hợp được cái mai mối anh Quyền Linh với Nam Thư là coi như là nếu mà mai mối được thì tôi này là rất gạ tốt. Luôn. Tôi thấy đấy là coi như cũng về phía là thằng rể tương lai. Rồi. Là rất đẹp, tốt, coi như được. Trời ơi, chiêu. Quá. Cảm ơn. Cuối cùng là xin là chào MC Quyền Linh về là Nam Thư. Dạ. Và toàn tất cả là trong là coi như hôn trường, trong là coi như là chương trình hôm nay. Dạ. Là coi như sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. À, cảm ơn gia đình mình. Nhưng mà em tới với chương trình này á là ai em tự đăng ký hay là người thân mình đăng ký cho mình tham gia? Dạ, mẹ em bắt em đăng ký. Mẹ kêu là ế lắm rồi, cỡ độ tuổi của mẹ là có chắc hết rồi. Mẹ nôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ bắt đăng ký. Bởi vì mẹ nó là không thể đi được, mà tôi phải đi. Đi để nhìn thằng này tương lai. Đó. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, mời đàn trai. Dạ, xin kính chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tôi tên là Phạm A Di Thông, hiện đang là phó giám đốc chỗ công ty Hùng đang làm. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Chia sẻ với lời bạn nữ luôn á là Hùng có rất nhiều tài lẻ. Những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra thì Hùng có đầy đủ hết. Anh nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có một cái duyên để tiến tới cái con đường dài hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuẩn bị tâm lý nha Hùng nha. Gặp bên đàn gái. Bắt đầu đi Hùng. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Bên kia có quà tặng lại kìa. Đây đây. Lợi nhận đây. Đi, lợi nhận quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em.
Hai đứa nó rụt rè quá trời quá đất luôn rồi đó. Rồi, mình ngồi mình nhìn thẳng vô nhau nè. Thấy người đối diện sao không trai Hùng? Dạ thấy bạn cũng cao ráo, dễ thương à... Dạ sao? Em cũng hơi run. Như thấy Hùng sao? Dạ thấy ương nhìn cũng cao. Với lại là sao? Em hơi run tí. Hơi run đúng không? Gặp trai rồi run á. Nè, có quà tặng trời đẹp quá. Để Ly Minh Hu hay gì ai nè. Hô hô. Biren. Biren hả? Dạ. Biren với ai vậy? Biren với Kim Tae Hee. Kim Tae Hee. Hả? Kiki hả? Trời, ta nữ minh tinh Kim Tae Hee qua anh Linh thành Kiki. Chán ghê luôn á. Nghe thông thường từ Kiki. À, hình này đẹp quá nè, thấy không? Trời ơi, cái này mà để hình hai đứa lên đẹp lắm nè. Em tặng này có ý nghĩa gì không vậy Như? Nếu mà hai đứa hợp nhau á thì cùng nhau xây một gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà lỡ may mà thôi khỏi đoạn đó, đừng nói lỡ may, đừng em đừng đoạn đầu thôi, đoạn đó không có lỡ may, mình đừng nói xui ha. Rồi cho mình hỏi là bạn có quan anh em đi trời, cho anh hỏi cho anh hỏi là em có quan trọng một vấn đề là anh đã từng quen hai người trước đó hay không? Dạ không anh. Em thì không chưa quen ai hết nên trong tình yêu cũng không có biết gì á. Thì nếu anh trải qua rồi thì có thể chỉ em được. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn. Bây giờ là mới gặp lần đầu tiên còn ngại ngùng ha. Bây giờ mình hát cho nhau nghe. Đúng đi rồi. Cho nó thoải mái đi. Đại Hùng. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hay quá. Hả? Tên em gái đi. Em xin giả giọng một giọng thôi nha. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà. Chị A Thể ơi, chị A Thể, chị đừng có bỏ em. Em thương chị lắm. Bà đừng đuổi chị A Thể đi mà bà. Trời ơi, dễ thương. Mai mốt mà nó đi làm về á, nó mệt á. Anh đừng có bỏ em, anh ơi, nấu cơm em ăn. Làm mệt lắm á nha. Còn giọng nào nữa làm luôn đi. Thôi cho em hát. Rồi hát đi cưng. Ôi tuổi xuân mộng mơ, tháng năm danh dương mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn, vàng vào nhớ thương nào dời. Rồi, được rồi. Hay quá. Cái hai đứa là về tập hát được rồi đó. Không, tại sao hồi nãy em lại hỏi Như cái về vấn đề người yêu cũ có vấn vương gì không? Dạ không, bởi vì thì em sợ là ví dụ như là quen người mới thì mình có quá khứ đã từng quen người trước rồi thì sẽ là bạn đó có thể là ngại về mà vấn đề đó. Khi mà có bạn gái mới, những cái gì đó chúng ta phải xóa đi, chúng ta phải cho nó lui về ký ức nha. Ừ, vậy nếu mà đã quên người cũ đúng không? Đã quên cũng lâu rồi, vì lý do gì vẫn để avatar người yêu cũ trên Facebook? Thì em nghĩ đó là những kỷ niệm của mình thì mình không có quan trọng vấn đề đó thì mình không. Nhưng lúc đó chưa có bạn gái. Dạ. Nhưng nếu sau chương trình này về thì sao? Dạ. Chắc là em sẽ thay đổi. Đúng rồi. Rồi còn em? Em nghĩ như thế nào? Ví dụ như là bây giờ ảnh hết yêu, chia tay rồi, nhưng mà ảnh vẫn còn giữ hình người yêu cũ vậy thì em thấy sao? Quan điểm của em là phải rõ ràng. Chia tay rồi thì nên chấm dứt, coi nhau là bạn thì lâu lâu có thể gặp mặt, nhưng mà cũng phải nói với em tiếng. Dạ. Còn cái gì về mà hình ảnh cũ là nên xóa nhòa đúng không? Dạ. Cũ là cũ, mới là mới ha. Dạ. Tại sao Thư lại hỏi kỹ như vậy? Vì sao Như cũng chưa bao giờ bước vào tình yêu như nói rồi, rất là dễ thương. Em chưa biết gì về tình yêu, có gì anh chỉ em thêm. Thì cái cảm xúc của cô gái này rất là còn nguyên vẹn, rất là dễ mong manh, rất là dễ đổ vỡ, rất là dễ bị tác động nhiều thứ.
nên mình thật sự phải khéo léo một tí nha. Và phải đâu, chắc là lúc đó chưa có lên gặp cô này, nhưng mà sao chắc chắn sao gặp cô này thì không có hình gì nữa trơn á, để hình tôi với lại Nam Thư. Vậy còn anh, ví dụ anh hết yêu, anh có để hình yêu cũ anh không? Không, dễ gì dám. Thiệt, em mà hết yêu là em vẫn để hình người yêu cũ, mà xong em photoshop em gắn vô con dao vô nữa, hiểu không? Ghê quá. Rồi thôi bây giờ hai bạn mình nói về cảm xúc của nhau đi, mình tính về chuyện tương lai rồi mình hẹn hò như thế nào. Khi mà xác định được một mối quan hệ là em sẽ xác định đến cuối cùng luôn. Em thì tính hơi con nít tí xíu, lâu lâu thì cũng hơi bị tăng động tí, nên mà nếu có lúc nào mà em có tăng động quá thì nếu mà mình có quen nhau á thì em hy vọng là người yêu của em sẽ kìm em lại. Với lại là em cũng không có biết nhậu á, mà nếu mà có lỡ mà có uống một hai ly á thì em hơi kiểu như là khóc, tự nhiên khóc hay là đứng ở đâu đó hát á, thì em cũng mong là nếu người yêu mới của em sau này á kìm em lại. Nếu như hai đứa mình mà có cơ hội mà đến được với nhau thì mình sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của bạn. Qua chương trình này anh cũng có cơ hội được gặp em, thì anh cảm nhận em cũng là một con gái rất là dễ thương, xinh xắn. Thì qua ít phút của chương trình này thì anh nghĩ là cũng mình chưa có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ, thì nếu như có cơ hội thì sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em thấy anh phù hợp với mấy tiêu chí của em á. Với lại là em cũng muốn sau chương trình này cũng có cơ hội để gặp anh tìm hiểu. Thì quá, hết thời gian. Hết vào. Thời gian nha. Hãy để tay vào nút bấm. Ừ. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy kiểm tra lại con tim mình một lần nữa. Nếu rung động và biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó, mình hãy bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Sao xanh lè vậy? Sao xanh lè vậy? Hả? Hồi hộp quá vậy? Rồi, hết thời gian rồi. Sao vậy Hùng? Em cảm thấy con tim mình nó chưa có rung động. Hùng chưa rung động? Dạ. Yeah. Còn Như sao Như? Dạ, em cũng thấy chưa có rung động. Rồi hai bạn nói tôi cứ tưởng đâu bấm hết á. Thật sự em bị bàng hoàng. Anh cũng bất ngờ, anh nghĩ là kỹ thuật không có được thôi. Cuối cùng thì hai bạn đều quyết định là không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái quyết định của các bạn. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn vẫn thành thật với lại cảm xúc của mình. Chính xác như khi vậy. Mình đứng ở đây